em là như công chúa vậy đó. Chỉ việc là giờ đó là xuống nhà tắm, ông biết ông đếm tóc trên đầu hay sao, ông ở trong nhà tắm 30 phút ông mới ra chị. Thay đồ rồi đi làm là tục cái quần đùi ra, là để im cái quần đùi ở trên nhà đi luôn. Là em vừa dọn đồ hai đứa nhỏ, em dọn đồ thêm đứa lớn nữa. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn. Chà, nhìn thấy mái tóc là thấy có vẻ như có một chút gì nó đồng cảm dữ lắm luôn á nghe. Hai anh em ruột á, nhìn là thấy giống hai anh em ruột lắm luôn á. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Thạch, em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại em đang làm bên ngân hàng quốc tế VIB. À, Thạch bao nhiêu? Em năm nay 33 tuổi. 33, em nhỏ hơn anh. Dạ. Còn em? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Hoàng Hạc, năm nay em 31 tuổi. Em lớn, sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. Và hiện đang sinh sống và làm việc trong Hồ Chí Minh. Em làm vợ của anh này được 7 năm. 7 năm rồi, em làm nghề gì? Dạ, em làm bên bưu chính Viettel. Hai em là quen nhau từ khi nào? Bọn em quen nhau năm, biết nhau chắc cũng năm 2010 á. Lúc đó em đang làm nhân viên kế toán ngoài Hà Nội. Thì công ty em chuyên cung cấp thiết bị cho ngân hàng là anh này. Thế mỗi lần mà sếp cần đòi tiền hay là nhờ anh này ký nghiệm thu gì là lại xúi em gọi cho anh này. Mà là chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi hả? Dạ, dạ đúng rồi. Mà em nghe cái giọng của cô này thì em thấy... Lúc đầu mà gọi qua điện thoại á thì cô này nói rất là ngọt. Lần đầu tiên em nghe mà em kêu là thôi em trở lại giọng bình thường đi, em ngọt quá, anh nổi da gà luôn. Lúc đó em ở Hà Nội thì em nói tiếng Hà Nội nó như thế nào thì em nói, anh kêu em nói bình thường, em nói bình thường nhất rồi đó. Nhưng mà khi nào thì em mới nhìn thấy được cái gương mặt của cô? Khoảng một năm sau. Lúc thấy qua đâu? Em vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn, vợ em vào Sài Gòn. Thì lúc đó nhà em có chuyện là chị dâu của em sinh em bé mà không có người trông, mà công ty thì cũng đang thư, cái em có xin phép sếp là cho em nghỉ phép mà cỡ 3 tháng không lương luôn. Em vào trong này để chăm bà chị, để chị dưỡng sau sinh mình kiêng cử cho nó kỹ. Thì em vào đó thì sếp mới nhắn gửi là vào thì nhớ mời anh này đi uống cà phê để cảm ơn, bởi vì anh ấy hỗ trợ bao nhiêu là lâu rồi. Thì em cũng vào thì em cũng quên luôn, em cũng không nhớ gì, tới gần ngày về chắc cũng cỡ 2 tuần nữa em mới về. Sếp cứ hối hoài. Rồi cuối cùng em cũng phải nhắn tin mời anh này đi. Nhưng mà bọn em đều quên. Đến lần thứ 3 mới mời được nhau đi cà phê. Rồi ấn tượng đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy ở ngoài? Lúc đó thì em cũng có nghe đồng nghiệp nói là anh này khó tính thôi, không biết là hình dáng làm sao. Thì em đi đôi guốc cao lắm. Mà đến lúc đến gặp thì ở quán cà phê thì anh ấy bước xuống xe, cái em nói ôi thôi trời, lùn quá, tại em đi đôi guốc cao thôi quá chết rồi. Thôi chết rồi là còn mập, là còn đen, nhìn ngu khù lắm kìa. Xong rồi đầu thì nó chưa hói như bây giờ. Về em nhổ hết tóc, hư quá. Em thì sao? Em nhìn thấy cô này thì sao? Nói chung là lúc đầu nhìn thì thấy cao, xinh, nói chuyện dễ thương. Xong rồi cũng thấy là, nhưng mà thấy cũng cái miệng cười cũng đẹp, mắt cũng đẹp mà mũi lại cao nữa. Em thì nguyên dàn nhà em là mũi tẹt hết nên nhìn mũi cao là em cũng thích rồi. Dạ. Mà không sợ trai Sài Gòn hả? Có, chị gái em dặn rồi. Chị nói là thôi, trai Sài Gòn nó ghê lắm ấy. Đừng có nghe nó. Đi gặp rồi đi về thôi nha. Về để về Hà Nội làm cho nó chắc ăn. Chứ không đi gặp là về sếp không nhận lại nữa. Chắc là ông sếp á, ổng là ổng có ý đó. Dạ, ổng chắc anh cũng có ý. Nên anh cứ ép là phải đi mời bằng được mà em đã quên rồi. Xong ổng nhắn tiếp là tuần sau là em đặt vé máy bay em về rồi. Mà cuối cùng đi gặp cà phê xong là hủy vé máy bay luôn, không về nữa. Vậy luôn á, lẹ dữ vậy đó hả, một tuần lễ sau luôn. Dạ. Lúc em gặp bạn này là em đã quyết chí liền chưa? Tức là lúc đầu mà gặp trong quán cà phê thì chưa có tình cảm gì hết. Sau đó tại nói chuyện thì hai bên cũng thấy cũng hợp. Xong rồi ngày 2 tháng 9 là rủ vợ em đi chơi. Tức là đi coi pháo hoa. Xong về cái là ghé một công viên ở gần nhà. Xong rồi tỏ tình, thế là vợ em ở lại luôn. Vậy đó. Hay quá. Em tỏ tình với vợ hay là vợ tỏ tình với em? Em tỏ tình với vợ. Anh ấy tỏ tình cũng kỳ lắm chị. Không nói gì đâu, nói mỗi câu là giờ anh chẳng có cái gì đâu. Mà em thì em nghĩ là thôi thì sự nghiệp thì từ từ rồi mình cùng nhau gầy dựng. Thì em có hỏi anh là gì, anh có biết làm không? Nói anh có, anh biết đi làm. Anh có biết ăn không? Nói biết. Nói thôi dậy được rồi, về rồi cùng làm ăn vậy thôi. Chứ còn em cũng không quan trọng lắm về cái sự nghiệp trước. Từ từ rồi mình có. Nhát đúng không?
nhé. Dạ, nhé. Vậy bên bao lâu thì mới tấn tới cái vụ kia? Cái nụ hôn đầu đời đó, của anh, hai đứa đó, đó là em chủ động hay là vợ chủ động? Em chủ động. Nhát mà cuối cùng vẫn là chủ động hết thì em là không phải bật đèn xanh, em cũng phải bật đèn xanh thì mới dám. Không, cái co cái vụ nụ hôn đầu đời á, là lúc đó là ở đâu? Chắc đầu tiên là trong quán cà phê thì phải. Tại vì cái quán cà phê đó nó có một cái khu vườn, mà khu vườn tình yêu á là cái vô trong đó nó có muỗi, người ta có đốt cái nhang muỗi thì em cứ ngồi em đuổi muỗi thôi. Thế thì cũng đuổi muỗi khua hồi thì cũng khua chúng anh này. Cái anh này bắt đầu anh rung, thấy anh rung. Nói chung chảy mồ hôi quá trời. em thò mặt lại gần hơn xem phản ứng sao, em đuổi muỗi dùng cho nữa. Thì em thấy tranh thủ hơn cao thủ là hôn vô má. Sau cái hôn vô má này em thấy sao? Em thấy đã không? Nó người nó tê tê sao đó. Em thấy anh này cũng nhát. Thì em bảo là có khi nào anh ấy bị BD không? Thì em cũng sợ BD chứ. Nên em cũng phải thử xem là có vấn đề gì không. Nhưng mà sau cái nụ hôn đó rồi thì khẳng định là không. Dạ là không BD. Vậy thì trong cái chuyện cưới có chủ động không? Cưới thì là do em. Tại vì là nhà em thì quận 12, anh này ở quận 8. Thế mà một tuần anh sang chỗ em tới 3 lần, có hôm 4 lần. Cái cứ đêm khuya thì mới về. Mà em thấy ông đi đường xa về em đâu có yên tâm đâu. Nguy hiểm. Nhà em cũng sợ lại phải đợi ông về gọi điện là anh về tới nhà rồi, xong hai đứa tám tiếp tới 2 giờ sáng nữa. Không biết hồi đó có chuyện gì mà nói nhiều, nó biết không hết chuyện nữa. Cái em mới nói thôi anh ơi, giờ ở quê em thì em cũng thuộc tốt cao tuổi rồi. Là 24 tuổi, là các chị em là chị 19, 18 là bố em gả hết rồi. Còn em là em trốn được tới giờ này. Cái xong bố mẹ cứ suốt ngày lo con ế. Thế là em bảo thôi bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, mà sự nghiệp thì cũng đang đi làm rồi, thì thôi mình đám cưới đi chứ em sợ anh đi đêm hôm này em cũng lo này kia. Thì thôi về đi để khỏi phải sang. Thế là anh ấy cũng chối, cũng không cưới. Không cưới? Dạ, không cưới sợ. Dạ, tại không vì được vợ. Lúc đó thì em đang đi học, em đang học lên. Thì em có nói vợ em là thôi hay là mình giờ lại khoảng cứ 2 năm nữa đi, để anh học xong đi rồi xong rồi mình cưới. Hay là không biết vợ nghĩ sao, giận đi vô nhà nói chắc em không có đồng ý cưới, quen cho có. Xong rồi hôm đó vợ em giận tới mấy ngày luôn à. Rồi xong tiếp theo sau cái cuộc giận đó thì sao? Sau cuộc giận đó thì thôi nghĩ thôi mình cưới luôn. Rồi coi như bây giờ là hai bạn là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ em hai vợ chồng cưới cũng được 7 năm rồi. 7 năm rồi? 7 năm rồi. Mấy bé? 2 ạ. 2 bé? Dạ. Vậy thì ở với nhau đó, trong 7 năm trời thì có tật xấu gì không? Những cái tật xấu gì nó lòi ra hết không em? Thực ra là tật xấu là lòi trong năm đầu tiên rồi. Dạ, lòi hết đâu rồi. Dạ. Hồi mà chưa cưới thì cũng lễ Tết này kia hoa hết, đủ cả, quà cáp đủ cả. Xong cưới xong về á, ông có cái tật là cứ trước cái ngày lễ thì ông rủ em đi mua vàng, mua trang sức này kia cho em đeo. Xong đến ngày đó ông quên phé nghe đi, ông chẳng như cả. Mà em thì tính em thì lãng mạn lại hướng ngoại nữa. Thì mua một bó hoa thôi. Về em cũng có nói gì đâu, nhưng mà không mua luôn. Rồi còn có những cái tật rất là điển hình của đàn ông nè. Là lười biếng là có không? Bầy nhầy á chị. Bầy nhầy hả? Bầy nhầy hả? Bầy hay. Bầy hay, bầy hay. Thay quần xong đi làm buổi sáng á, là hai đứa con là em lo đi học hết. Ông chồng em là như công chúa vậy đó. Chỉ việc là xuống là giờ đó là xuống nhà tắm. Không biết ông đếm tóc trên đầu hay sao, ông ở trong nhà tắm 30 phút ông mới ra chị. Ra là thay đồ rồi đi làm là tục cái quần đùi ra, là để im cái quần đùi ở trên nhà đi luôn. Là em vừa dọn đồ hai đứa nhỏ, em dọn đồ thêm đứa lớn nữa. Là đủ bộ luôn. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Rồi bây giờ tới em đó là tội nghiệp người đàn ông nhất nhát. Nãy giờ em bị khui dữ lắm đó, bây giờ tới em đó. Vợ em thì nói chung là thương chồng thương con, nhưng mà nói chung cũng có một số tật xấu. Ví dụ như là vợ em hay ghen. Ghen. Tới giờ ghen. Còn ghen à? Tới giờ còn ghen. Tới giờ còn ghen luôn. Wow. Tức là hồi xưa bạn gái cũ của em á, mà kết bạn Facebook á, mà vợ em thấy á, là bắt đầu giận. Xong rồi kêu xóa. Rồi ví dụ như là quen mà chụp hình với ai trên cơ quan mà chụp nữ. Hình chung là giận. Mà nhiều khi còn ghen với đàn ông nữa đó. Vì là ghen bệnh rồi. Nhưng mà kỳ lắm anh chị ơi. Tại sao mà ở trên văn phòng gặp nhau suốt từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, rồi tối về gọi điện thoại nói chuyện tiếp, mà lại cái tính lấm lét nữa. Cái thấy chuông điện thoại tới, cầm cái điện thoại đi ra ngoài nghe.
Cái đó em phải đặt dấu hỏi chứ. Bạn nam hả? Bạn nam mà cả anh này có vợ, anh kia cũng có vợ rồi, nên em mới nói là ủa nói gì thì nói bình thường đi, đàn ông với đàn ông mà, từ sau phải mang điện thoại ra bên ngoài. Ta ghen là em, đúng rồi. Không, đúng rồi. Đâu bị mà bạn kia bị. Mà chồng em lại có duyên với BD. Hồi xưa là ủa, em mấy anh BD ưa. Em có thích đàn ông không? Em thì bình thường vậy. Không. ý là có sức hút với BD thôi. Không, em thì hồi xưa lúc mà em chưa quen vợ á, là cũng có hai người cũng BD cũng thích em. Không. Nhưng mà thật ra là em có sao xuyến không? Dạ. Không, sao xuyến em, bạn trai thẳng. Nói chung lúc đầu đọc thì cũng hơi nhưng mà hơi là nhưng mà sau đó bình tĩnh lại hết. May là gặp em đó. Gặp em kịp thời đó. Gặp em kịp thời đó. Chứ còn không là sao xuyến luôn đó. Chỉ cần có cái sao xuyến nữa là có thể khẳng định. Thì đúng là em phải chặn ngay từ đầu đúng không ạ? Mà bây giờ còn cái tật xấu gì nữa cô ấy không? Nóng tính. Thường thì nhà em có hai đứa con gái. Mà vợ em thì là hạp đinh bé út. Cứ gặp bé lớn mà nó phá hay gì là bắt đầu la mắng chửi nó. Trong khi đó con nhỏ thì phá bắt đầu lôn lớn ra chửi. Giận cách chém thớt hả? Dạ, không giống có. Như là... Không có. Nhỏ mà la lớn hả? Là không sao? Có, tại con bé nhỏ nó vừa mới được ngủ một tí thì con bé lớn nó xuống nó quậy, con bé nhỏ nó dậy luôn. Việc thì em chưa làm xong thì em phải nổi cáu lên thôi. Nhưng mà theo chị là gì? Mình sẽ góp ý hơn là mình la. Khi mà em bắt đầu em cứ la nó, em phải làm người... ác cái gì đúng không? Làm đóng vai ác, còn dạ. Đây đóng vai thiện gì? Vâng, em thì toàn phải đóng vai ác. Mặc nhiên trong đầu của nó không hiểu điều đó đâu. Nó sẽ nghĩ rằng em thương con nhỏ hơn nó. Dạ. Cho nên nó sẽ gần với ba nó nhiều hơn và nó sẽ ghét con bé nhỏ. Bây giờ em phải là thể hiện lại là em thể hiện là thương nó nhiều hơn. Khi em thương nó sẽ thương con bé nhỏ. Dạ. Tại vì chị có con nhiều, chị biết chị ba đứa rồi. Cái tuổi của đứa nào cũng vậy hết trơn á, nó sẽ có cái giống như bà con kiểu như là hay có cái tật đó. Trời ơi mày ra rìa rồi nha. Nó có em cái đó nhỏ rất rồi mẹ đó. Hết thương mày rồi. Cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Yeah. Cho nên em thay đổi đi. Em phải thay đổi lại. Yeah. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì nói chung là em mong muốn là vợ bớt nóng tính lại. Với lại thực chất vợ nói em vô tâm thì cũng đúng. Nhưng mà thực chất nó cái vô tâm nó hình thành từ cái thói quen tính cách của em. Tại vì tính của em thì nó hồn nhiên vô tư. Mà vô tư thì nó vô số tội. Nên nhiều khi nó làm cho người khác vợ không hiểu. Dạ, thì hiểu lầm là vô tâm. Vấn đề này em sẽ cải thiện thêm. Không, chồng em từ bữa mà đăng ký chương trình tới giờ là thay đổi rồi. Sợ rồi. Còn em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, thì hiện giờ là thay đổi gần hết rồi đấy chị. Mọi thứ là so với lúc đầu là thay đổi gần như hoàn toàn rồi. Nên là hiện tại cuộc sống của em là đang ổn. 7 năm rồi. Bây giờ về là vẫn còn rất là hạnh phúc đây nè. Dạ, nên cố gắng. Chúc cho hai em cứ nuôi dưỡng cái tình yêu, nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó và nắm tay nhau đi đến suốt đời nha. Dạ, cảm ơn anh.